Xin kính chào cả nhà, chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn cùng với quý mạnh thường quân đã đến với tập 16 của Thiện Nguyện Mỗi Cây Nam. Ở tập 16 thì anh em Thiện Nguyện thay mặt quý mạnh thường quân là em Hà và nhóm bạn Hồng Loan để trao 50 phần quà đến những hộ có hoàn cảnh khó khăn neo đơn trong huyện Mỗi Cây Nam. Dạ, đây là 50 phần quà của bà con nghèo khó khăn neo đơn ở trong huyện Mỏ Cày Nam do em Hana Lê và nhóm bạn ở bên phía Đài Loan tặng cho bà con. Thì mỗi phần quà trị giá là 270.000, trong đó gồm có 5kg gạo, một thùng mì, một chai nước tương, một bịch muối iốt và một bao thư 100.000. Thì trong đó là em Hana Lê là ủng hộ là 7.500.000, Bo Nguyễn là 1.500.000, em Nguyễn Giàu là 1.500.000, Thanh Vi là 1.500.000, em Nhã Nhu là 750.000, Kim Yến là 750.000, thì tổng là 13.500.000 nha cả nhà. Đầu tiên là chú Trương Văn Út ở ấp Tân Phú 2, xã Phước Hiệp, là chú bị tai biến nha cả nhà. Ủa? Chú. Dạ ông ơi, con gửi cho ông phần quà của chị Hà và nhóm bạn ở Đài Loan đã gửi tặng cho mình nha. Dạ, với con gửi trong cái như này luôn. Con gửi trong cái bao thơ này bạn. Không cần cái bao thơ con. Dạ. Cầm cầm giùm con cái không à. Dạ. Chào chị. À, em gửi chị phần quà của em Hà với nhóm bạn của Đài Loan nha chị. Gửi cho chú một phần quà ha, chú nhận giùm con đi. Đây. Rồi con chúc chú nhiều sức khỏe nha. Dạ, cái này của Mạnh Thường Quân, của em Hà ở Đài Loan gửi cho chú nha. Đây chị gửi cho em một phần quà ha. Rồi em đang đi bán số đúng không? Rồi em nhận cái phần này em chị đi. Ghen nổi không? Đi từ từ thôi. Rồi. Dạ em gửi cho anh một phần quà ha. Dạ con gửi chú một phần quà nha chú. Dạ con chúc chú nhiều sức khỏe ha. Con gửi chú 8 phần quà nha. Bữa nay chú có đi bán giấy số nổi không? Tay chân té mới bị sưng á ha. Dạ chú nhận đi. Chị ơi, em gửi tới chị phần quà, nay mình khỏe nhiều chưa chị? Khỏe hả? Dạ, em chúc chị nhiều sức khỏe ha. Tư ơi, con gửi tới gì phần quà của em Hà và nhóm bạn ở bên Đài Loan gửi tới chị hay gì Tư? Dạ, con chúc chị Tư nhiều sức khỏe nha. Này con gửi cho dì với cho chú một phần quà nha. Dạ, phần quà này của em Hà ở với lại nhóm bạn ở bên Đài Loan gửi cho mình ha. Thank you.
50 phần quà đã được gửi đến những bà con có hoàn cảnh khó khăn. Một lần nữa xin cảm ơn em Hà và nhóm bạn Đài Loan đã gửi đến những phần quà này cho bà con. Tập 16 của Thiện Nguyện Mỗi Ngày Nam đến đây là hết nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Hãy nhấn thích, bình luận, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ kênh giúp nhé. Hẹn gặp lại cả nhà ở video sau.